Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Phước Sửu cùng Quyên Lê, hai tụi mình sẽ khám phá những cái điều đặc biệt tại một cái dự án khá đẹp tại Hồ Tràm. Dự án mang tên gì vậy Quyên Lê? Đó là dự án Isura Hồ Tràm ha, anh Sửu ha. Tổng quy mô. À, đối với dự án Isura Hồ Tràm thì tổng quy mô của nó lên tới 164 hecta. Yeah. Rất là nhiều gọi là tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng. Và tại đây thì có khá nhiều những cái condotel này, những cái căn biệt thự. Thì được đang gọi là chào bán phong thì, đúng rồi anh Sửu. Và khi mà tới đây thì Quyên rất là ấn tượng. Bởi vì sao? Bởi vì trong này nó có đầy đủ cả sân gốp này, sân gốp của lúc đó anh. Thì sân gốp này có thể nói là một trong rồi. Những cái sân gốp mà gọi là lớn nhất của Đông Nam Á mình luôn anh. Chính xác. Là một trong những cái sân gốp là được đạt chuẩn trong 35 cái sân gốp được bình chọn trên thế giới. Kết hợp một bên biển và một bên gọi là rừng nguyên sinh. Và bây giờ Phước Sửu và Quyên Lê mình cùng đi trải nghiệm một số cái dịch vụ tại khu vực này nha. Kết hợp mình có thể mình tiến vào một cái nhà ăn của một cái dưới tầng hầm để xem ở dưới đó có những cái món ăn như thế nào. Rồi, lấy kêu. Rồi bây giờ Phước Sửu và Quyên Lê sẽ cùng đi dạo một cái vòng quay, một cái vòng xoay lồng đèn phải không? Ở đây mình để cảm nhận được là ở đây đã có những cái tiện ích như thế nào. Và khi mà khá nhiều tiện ích đó Quyên Lê thì mình đi vào đây sẽ có cái trường hợp rất là dễ bị hay bị lạc. Đúng thì rồi, bây giờ là khi mà quý anh chị nha có lạc thì quý anh chị nhớ là vòng xoay lồng đèn. Vòng xoay lồng đèn nha quý anh chị. Khá nhiều màu sắc và một cái vị trí đẹp hơn nữa đó là phía bên tay phải của Phước Sửu là casino. Vào đây thì quý anh chị có thể tha hồ chơi tất cả những cái gọi là những cái rồi có những cái nhà hàng nè, rồi là có những cái hồ bơi nữa anh. Đúng thì, rồi theo cái phía tay phải của Phước Sửu và mọi người đây là có hồ bơi, một cái hồ bơi khá đẹp và nhìn trực diện ra một cái bãi biển khá đẹp của Grand Trip Hồ Tràm phải không? Đúng rồi anh. À với thêm là anh Sửu có biết không, ở đây nó vận hành bởi một tập đoàn là tập đoàn quốc tế Fusion đó anh. Đúng rồi, bài Fusion phải không? Đúng rồi, bài Fusion. Thì nói đến Isura là một được phát triển bởi một công ty Hồ Tràm, là một một cái thương hiệu khá lớn, là một cái công ty gọi là tài chính và một cái quỹ tài chính rất là lớn của một của nước của lớn thế giới à, nước ngoài. Đã. À. Wow. Ok, thì bây giờ là Quyên Lê với anh Sửu cùng tiến tới nhà hàng ha. Đúng rồi, trước khi tiến tới nhà hàng thì mình có thể mình đi dạo một vài cái tiện ích ở đây để xem những cái tiện ích ở đây có gì nổi bật hay không nha. Ok. Đó, thì ở đây như mọi người nhìn thấy thì có khá nhiều cái tiện ích nè. Trong những cái tiện ích ở đây thì có chuỗi đến khoảng hơn 100 cái nhà hàng luôn. À, ở đây như là khách sạn Holiday Inn theo tiêu chuẩn quốc tế luôn anh Sửu ha. Chính xác. Ok. Quyên Lê ơi, khi mà Quyên Lê đi dạo theo những cái hành lang sảnh của tòa nhà thì một cái cách thiết kế son thiếp màu vàng phong Quyên Lê tạo nên một cái cảm giác khá là lịch sự, khá là trang nhã. Vào đây thì giống như là một tổ hợp giải trí tại Malaysia đó. Đúng rồi anh Sửu. Thực ra là ở đây là theo thiết kế của bên nước ngoài. Thì khi mà mình đi ở đây thì mình cảm giác nó rất là sang trọng. Dạ. Yeah. Tất cả mọi nơi thì đều có cái chỗ gọi là check-in, nghỉ ngơi. Và giống như sau mình vừa ví dụ mình vừa tắm xong sauna hoặc là mình đi nhà hàng khách sạn hay là mình đi casino ra thì mình có thể nghỉ ngơi tại những cái điểm chờ như thế này phong Quy Lê. Đúng rồi ở đây cũng là một cái dịch vụ mà khách hàng ở đây rất là thích luôn. Rồi bây giờ chắc là cùng với Quyên Lê và Quân sẽ với mọi người sẽ là đi thăm một nhà ăn của nhân viên ha. Wow. Đây là một cái nhà ăn của nhân viên bình thường thôi.